đang chuẩn bị nướng cua cả nhà. Không có đồ nướng là giờ lấy chĩa nướng luôn. Ôi cá quá trời ngon cả nhà ơi, với lại thêm hai cái nước chấm. Xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch TV nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì mình sẽ cùng với mấy đứa cháu mình sẽ đi câu cá tiếp với cả nhà. Với lại mình vừa tới một cái điểm mới nữa, cái điểm này là coi thử coi là nó có ốc hay có cá gì không. Sẵn hôm nay là mình sẽ luộc ốc với lại câu cá luôn cả nhà. Mình hy vọng hôm nay là sẽ bắt được một con cá mú bự hay gì đó để cho cả nhà cùng xem luôn nha. Bây giờ mình sẽ đi kiếm củi đó, đi kiếm củi rồi đi bắt ốc luôn cả nhà. Lấy gì bắt ốc vậy? Trời ơi, bọc nhóc đó. Đây đây là mấy đứa cháu mình cả nhà. Nói với mấy đứa cháu ở đảo mình, nó biết bơi cả nhà. Bơi dữ lắm cả nhà ơi. Giờ mình sẽ đi kiếm mấy cái miếng này nha. Đó. Thôi khỏi đi bên đây con, đừng có làm gì, khỏi đi bên đây. Đây con để đại giống bữa bên này, này cây cây nè. Đây mình dùng cái lụm củi đây cả nhà. Đó. Đó mình sẽ để củi đây ha. Đó mấy con để, mấy con để củi giống cậu nè. Để vậy nè con. Đó mình vừa mới lấy cái củi bự cả nhà thấy không? Ở đây củi nhiều lắm. Giờ để vậy nè thôi. Đó. Rồi để lấy đi. Lấy cái chân ra. Che bỏ vô luôn đi. Bỏ cây vô đây nè. Cậu ơi sao không chặt nó ra nhỏ lại cậu. Để cậu chặt cho. Rồi cũng được. Ở đây ốc cũng nhiều lắm cả nhà ơi. Kiếm mấy cây khô khô với con. Đây để em kiếm cây khô khô nha. Có cây khô không Tư? Đây không? Rồi con chặt đi. Mình ở đây cũng nhiều củi khô với lại rất là nhiều dừa khô luôn cả nhà. Rất là nhiều luôn cả nhà thấy không? Đó. Rất là nhiều luôn. Đằng kia thì có ghe của người ta đang làm. Giờ mình sẽ ở đây. Em mình thì đang chuẩn bị đồ để chuẩn bị lặn nha. Chỗ này thì cá cũng nhiều lắm rồi nha. Và mấy đứa cháu mình nó đang bắt ốc với lại tắm biển đó. Bây giờ mình chuẩn bị đi, đi lụm củi. Đây. Ta bỏ củi vô. Đây có cái vỏ cây nè, vỏ cây nó mau cháy hơn nè. Kiếm mấy cây củ bự ở bên đây, lẹ bên đây. Cái này ướt ở nhà. Đây là cây tre nè. Cây tre. Chút nữa mình lấy cái tre đi ha, mình chẻ ra. Mình chẻ ra đi để mình
ở nhà bây giờ mình vừa mới lượm được ít củ nữa cả nhà. Rồi củ đây cũng nhiều cả nhà ơi. À, mình lượm một đống củ luôn nữa nhà, rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ tranh thủ đốt lửa trước nha. Tranh thủ có than trước rồi mình sẽ đi ra đây mình câu ít cá nha cả nhà. Đây mấy đứa cháu mình nè, mấy đứa cháu mình nữa gần gần đây xuống chơi với lại để câu tiếp á. Giờ mình sẽ đi kiếm ha. Kiếm ít củ nữa. Đây. Đây cái này là cái ống tre. Ống tre này mình sẽ dùng nó để mà chẻ ra để mà ghim cá vô nữa nha. Hôm nay mình hy vọng là có cua nhiều để mình nướng cua luôn. Cái bẫy nó vô, cái bẫy nè. Cái bẫy không? Lát luôn. Đây bẫy nè. Mình lấy thêm đống lá nữa cả nhà. Lửa nó không lên nổi. Lấy thêm đống lá nữa. Hy vọng em mình nó sẽ bắt được cá với cua nhiều. Đây, giờ mình lấy lá. Hút ít lá kìa. Gì đốt được không? Không cái gì không cháy đâu. Đó con gom đây nè. Đốt cái khẩu trang luôn. Đó, xoay nè. Mấy đứa cháu của mình vừa bắt được như đây nè cả nhà, như đây ốc nè. Ốc này là ốc ở đảo cả nhà, như đây nè. Mình đang chờ than cái cho nó chín nghe. Giờ đi câu cá đây cả nhà ơi. Coi coi ở đây có cá dạng không. Kiếm ít cá mà được. Rồi đi câu cá nha. Đi đi câu cá kiếm cá ăn. Đứng ở đây câu nè, thử coi có cá không. Cháu mình vừa đi bắt ốc theo nữa nha. Đó. Đi coi ốc là ốc gì ha. Đó, mở ra đi về. Ốc gạo phải không? Ốc gạo với lại ốc hương ha. Vậy con bỏ em đi đi. Đây bỏ đây đi. Nè, bỏ ốc về vô đây rồi. Rồi đổi con đi, đổ đi. Bỏ ốc luôn. Rồi. Đây đây cậu đó đâu. Đó đó lấy cái đi cậu ơi. Đây lấy vậy nè. Cậu tiếng cá không con chặt cho. Rồi. Bỏ đây thêm là cho thêm than vô. Rồi đây tới đây cậu tôi ơi. Đó từ có củ nhóc kìa. Đó, được rồi. Thêm một ít lửa vô đây.
chiếc xe ngon vậy. Rồi, vậy đi. Mới xuống nè. Mới xuống giờ đi nè. Rồi đi. Nó bắt mới nó kìa. Thằng cháu của mình đã nói ở đây có nguồn con cá rô rất là bự và khủng cả nhà, nên bây giờ mình thử một câu có dính không nha. Hy vọng mùi tôm này á, câu nó lên để cho cả nhà cùng xem nha. Thấy không? Cái con cá rô này nó không ăn cả nhà. Bây giờ mình đi tới một cái điểm khác để mình kiếm cá cho nhà cả nhà xem nha. Ở đây thì biển rất là trong xanh luôn, với lại ốc cũng nhiều lắm cả nhà. Anh em mình nó đang đi theo mình để bắt ốc luôn nè. Giờ mình đi cứ qua cái hướng giùm câu cá nha. Cả nhà bây giờ xin sẽ lục ốc trước nha. Sẽ lục cái thùng này trước nha cả nhà. Mình có cái nồi thêm theo nè. Mình lục cái tóc luôn rồi mình ăn nha nhà. Than thì đang có kìa. Rồi mình lục ốc nha, cua này mình mới lục luôn nha. Bảo cua lục luôn. Con cua kìa, số phận cho tôi coi đến đó. Bỏ ốc vô lục luôn, ốc vô lục. Quay lại lục xíu. Cái này thường thêm có hai con này nữa ha. Đây, anh có cái nướng ăn đi. Quay lên mặt. Ở bên mỏi đâu ta? Cái con gà. Đó. Cái con gà con ngàn cua nè. Bỏ vô luôn. Cậu hả? Đậu cơm nữa. Rồi, đưa cậu bọc đi. Đưa cậu bọc nước ngay, Rồi, đã được rồi đó. Đưa kèo bọc nước ngay. Rồi. Đưa đây. Cậu lấy tâm đắm với cậu. Rồi, cái nắp đâu rồi ta? Cái nắp đâu? Đưa cậu cái nắp đây. Cái nồi ốc đó, chính là cái nhà ơi. Sôi nè. Đó. Mình sẽ để thêm cỡ 10 phút đi ha. Chính là cái nhà. Đây, mình có một bọc ốc. Ốc này thì chắc mình sẽ đem về nhà quá. Nào. Rồi còn mấy cá này mình sẽ nướng cho mấy đứa cháu mình ăn nha. Mình sẽ nướng cho mấy đứa cháu mình ăn nè. Ốc mình lên ha. Rồi cầu để đây nha, có gì ngủ ngủ mình ăn nha, để đây nha. Có đổ nước chanh đi nha, nha. Bà nước chanh được không? Đi. Có thang em ơi. Có thang nó cầm nước. Có thang nó cầm nước. Đã rồi. Ơi, con rất hoài. Để nó về được. Ngủ rồi ơi. Ăn cho cầm đi nhau.
Thì giờ mình đã ghim xong hai con cá này nha. Đây là hai cái rô rất là bự luôn. Giờ mình sẽ đi nướng nha cả nhà. Bỏ lên than luôn nè. Hai cái rô mình đã làm xong rồi đó. Giờ mình bỏ gần than đi để cho nó dễ chín chút. Bây giờ em của mình nó đang làm mấy cái con cua cái nhà, cua đá bự lắm. Đó em mình nó đang cố gắng làm sao kẹp con cua vô để nướng luôn cho dễ. Mà nó to quá cả nhà ơi. Bự nữa. Với lại đây là lần đầu tiên mà nghe mình nó nướng con cua nên nó không biết á cả nhà. Giờ nó đang cố gắng giữ chặt con cua đá này để mà nướng cho dễ. Con cua đá này nó rất là thơm thịt với lại ngọt đó cả nhà. Thịt nó dai dai nữa. Mà cả nhà ăn miếng cua với mình nha. Cua đây cả nhà, ngon luôn. Mà cả nhà chấm miếng được chấm hay không? Cái chấm này đi cũng được. Trời ơi. Bạn ơi. Chạy miếng luôn cả nhà ơi. Mà cả nhà nha. Con lên. Cảm ơn. Đi theo tôi á. Xin chào ông Tư. Thắng tôm ra. Chấm chấm tôm từ từ. Đây là tôi. Tôm ngon ha. Cho luôn. Con cái tùng có mua ngon đúng rồi. Chấm vô chấm miếng cua chấm đi. Quá à, ngon luôn. Chấm kia đi, chấm ngon. Chấm con hí qua là ngon. Chấm này là chấm hải sản. Quá ngon luôn. Con mở ra thử coi. Nhưng mà phải cần có dao quá cậu. Có dao không? Ừ. Cho cậu miếng chấm đi. Mà cả nhà miếng hào cả nhà ơi. Ủa hào ngon quá. Đây hào này mình cũng đã từng ăn rồi. Con. Mà cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Em của mình nó đi lặn về cũng được cái đốc rồi cả nhà, nên bây giờ luộc tiếp thêm một nồi nữa nha. Đổ vô nha cậu. Đổ vô đi. Rồi còn bán tôm rồi cậu lụm tôm ra. Tôm đâu? Dưới chấm nữa. Được không? Bán tôm này mình câu quá cả nhà. Cậu ơi. Thôi giờ mình còn dư nữa cả nhà. Nên thôi. Được. Dư
Thôi chắc mình nghĩ để lại lần sau mình đi câu tiếp quá chà. Ha. Nên lần sau cậu đi câu đi ha. Nãy giờ con con tôm được. Ê, thôi vậy thôi. Ơi, còn với cậu ngon còn cậu. Cảm ơn cậu nha. Ăn xong nha mọi người. Đi luộc đi. Sống. Thôi thôi đi nướng đây, đem nướng đi. Cá chín cả nhà. Cá quá trời. Rồi, chị nói cái này dùng, cái này dùng. Biết rồi nha. Bỏ cái lồng đây rồi, lát không lấy cây, lấy gan rồi. Đó. Rồi, cháu mình nó nướng tôm ăn luôn cả nhà. Đây là tôm còn dư, đây là mồi câu của mình. Ngon không con? Ngon. Quá trời ngon luôn hả? Ken kìa, Ken có hai con à. Ken lấy ra đi Ken. Lấy thịt ăn con. Quá trời ngon. Tôm này cũng là ở đây luôn á nha. Ở đảo mình cũng bắt luôn nha. Nên mình mua tôm ở chơi ở tại chỗ thì cũng rẻ lắm á nha. Giờ mình còn nay sẵn còn dư á nên mình để cho mấy cháu mình nó ăn luôn. Còn chấm vô đi. Còn chấm. Nó chấm kia đâu rồi. Chấm vô con, chấm vô đi. Chấm này hay cho chị muôn ra. Đây. Cậu, mở ra đi con. Ủa em có hai con luôn mà. Ngon mà đã trời ngon vậy. Có ăn tôm luôn mà. Dạ đó, ăn đi con, nè cá nhóc nè. Dạ kìa đó, ăn nha. Dạ. Cho em xính đầu nha Ken. Rồi tôm ngon gì. Rồi ok, vậy thôi bây giờ mình mời cả nhà thưởng thức với mình cái món cá nướng nha nhà ơi. Chính rồi cả nhà. Dạ. Rồi mời cả nhà nha, đây là cái dọp không? Nóng. Cái dọp là nóng luôn ơi. Ồ cá quá trời ngon cái nhà ơi. Với lại thêm hai cái nước chấm quá trời ngon luôn, chấm quá trời đã luôn nha. Thôi bẻ cái con bẻ từ từ thôi. Thôi mở nóng lắm nha, nó còn nóng lắm. Khôn. Khôn. Ôi, cái đũa này đâu? Vậy trời ơi, cái cậu lấy đũa ăn cậu nóng cậu. Ủa kìa lấy ra hết từ. Dùng chưa? Tôi nói nó tao chạy nói ăn cá. Hai là luôn đây. Mời lấy cây nè. Mời nóng lắm á chú ơi. Nóng lắm đâu. Nè, chấm lại. Trời ơi, chú không thấy lại. Ở xa lời. Trời ơi, chú mãi. Ở xa. Tên ngọt hả? Dạ, tên ngọt. Gắp từ từ, để mỗi người gắp miếng đi. Còn gắp luôn cái người đó. Ai, wow. Ăn ăn quả nó chấm ngon hả? Ừ, ăn chấm rồi là lỗi thôi. Ủa, một cái đũa này. Lật qua đi Bin. Đúng rồi, đúng rồi. Mời cả nhà luôn nha. À, nè, mình lấy con mắt đây, mình ăn cá mình thích con mắt luôn. Mắt ngon. Còn như con không có đâu mắt nữa. Thì đó, con hơi nữa. Mắt ngon nữa, nhóc nữa. Cay quá. Các kiểu béo quá luôn. Rồi. Mấy con lẻ ra đi. Ngon nè. Con đám này ai cũng làm hết trơn. Con làm thì có ăn chứ. Không. Mốt mà. Đâu. Lấy cô đi, nó nàng cô lấy cô đi. Cái này cái điểm chúng mày mốt. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Cá thơm ngon nè. Nhất có lỗ mũi luôn á. Không ai ăn. Mà ăn ngon không? Thì tôi ăn. Học đi. Ở nhà cá đầy thì không ăn, lên đây cái giật nhau mà. Ngon không? Đúng rồi, cá đây, cá tự nhiên ngon hơn cậu ơi. Đúng rồi. Cá nhà Bắc dở. Có cá nhà Bắc mà dở không? Cá mua dở. Cái là nóng. Mời cả nhà thưởng thức con cua đá nướng của em mình nha. Đây cũng là một cái phần thưởng của con em mình. Anh nướng ngon ha. Cái này cỡ hai ba con được đó. Ủa chưa? Có phải ta?
Đừng có lộn, tại mình nướng chín quá. Chín quá, nướng lâu quá chín. Cho cậu chén nước chấm đi. Cậu mượn ơi, cậu mượn. Không, cái chén kia cô. Thấy được không? Trời, kệ còn như chấm như nhau. Đây là dừa. Vị ngon đó. Quá giờ ngon. Cành. Cành quá đủ. Rồi. Xeo thịt đó chơi rồi. Kỹ quá, chín quá. Đây giờ hơi được rồi. Ở nhà nhớ đừng nước chín quá nha. Nước chín quá thì thịt có cỏ dành mà nó thơm nha. Được. Thơm mà khô hết trơn. Cái gì? Khi mình có gạch không ta? Mình có gạch không? Gạch không gạch? Cái này ăn được hả? Được ăn. Kéo này ra nè. Hơi lâu quá. Mình mời cả nhà thưởng thức với mình cái miếng cua đá này nha cả nhà. Thơm, mình ăn không luôn. Trời ơi. Rất ngọt không nha. Ngọt. Với lại hơi chắc nha. Ngọt quá, mời cả nhà nha. Thơm. Thôi nha. Rồi. Rồi dừng đâu? Đi đâu đây? Chúa gì mà rồi quay con từ từ thôi. Giờ mình ăn thêm một cái nồi ốc này nữa rồi mình tạm biệt cả nhà nha. Quá trời ngon cả nhà ơi. Hôm nay thì tuy không có cá nhiều thiệt nhưng cũng có đồ để mà ăn với lại có đồ để mà bắt. Mình cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh ẩm thực và dùng sinh viên nha. Bây giờ mình thưởng thức món ốc này xong mình về cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Bye mình mời cả nhà nha. Rồi.